Mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá heo hơi ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay, trên cả nước ít có sự biến động, gần như bình ổn trên cả ba miền. Nhìn chung giá heo hơi trong ngày hôm nay, đối với heo siêu ba máu loại 1, dao động trong khoảng từ 59 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Heo loại 2, 3, dao động từ 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Xấu hơn thì từ 51 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Tại thị trường miền Bắc, trong ngày hôm nay ghi nhận giá heo hơi có xu hướng đi ngang. Một số địa phương đang dao động trong khoảng từ 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Chủ yếu rơi vào các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình. Các tỉnh Trung Du và miền núi như Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc ghi nhận giá heo hơi dao động từ 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Và các địa phương này vẫn tiếp tục có xu hướng đi ngang. Tại các tỉnh Tây Bắc, giá heo hơi tại Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên giữ nguyên trong khoảng từ 55 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn, Lào Cai ở mức 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh trong khoảng 56 đến 60.000 đồng trên 1 kg. Cũng theo ghi nhận, giá heo hơi trong ngày hôm nay của công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam tùy theo từng loại heo mà phổ biến trong khoảng từ 55 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên không ghi nhận biến động. Mặt bằng chung dao động trong khoảng từ 54 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương tại Bắc Trung Bộ như giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mức giá nhỉnh hơn các địa phương còn lại của vùng, bình quân trong khoảng 55 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, tại khu vực Nam Trung Bộ, giá heo hơi tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Khánh Hòa trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại Tây Nguyên cũng ít có sự biến động và phổ biến trong khoảng 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam cũng ghi nhận ít có sự biến động. Một số địa phương ở khu vực Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn bình quân trong khoảng 58.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, nhiều địa phương ở khu vực Tây Nam Bộ có mức giá phổ biến trong khoảng 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Ngay như tỉnh Bến Tre, tại khu vực Mỏ Cày Nam, hôm nay giá heo bán tại cửa chuồng chỉ được giá 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Hay như đối với khu vực Cà Mau, trong ngày hôm nay giá phổ biến trong khoảng 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là giá heo hơi cụ thể tại từng địa phương trên cả nước trong ngày hôm nay. Tại Hà Nội, giá dao động từ 56 cho đến 58.000 đồng. Tại Hưng Yên, 57 cho đến 60.000 đồng. Thái Bình, 57 cho đến 60.000 đồng. Hải Dương, 57 cho đến 61.000 đồng. Hà Nam, 56 cho đến 60.000 đồng. Quảng Ninh, 57 cho đến 60.000 đồng. Hải Phòng, 57 cho đến 59.000 đồng. Nam Định, 57 cho đến 60.000 đồng. Ninh Bình, 57 cho đến 60.000 đồng. Phú Thọ, 56 cho đến 59.000 đồng. Thái Nguyên, 57 cho đến 60.000 đồng. Vĩnh Phúc, 57 cho đến 59.000 đồng. Bắc Giang, 57 cho đến 60.000 đồng. Tuyên Quang, 55 cho đến 58.000 đồng. Bắc Cạn, 56 cho đến 58.000 đồng. Lạng Sơn, 55 cho đến 58.000 đồng. Cao Bằng, 56 cho đến 59.000 đồng. Lào Cai, 57 cho đến 58.000 đồng. Yên Bái, 56 cho đến 59.000 đồng. Lai Châu, 56 cho đến 59.000 đồng. Điện Biên, 57 cho đến 59.000 đồng. Sơn La, 57 cho đến 60.000 đồng. Hòa Bình, 55 cho đến 57.000 đồng. Thanh Hóa, 55 cho đến 60.000 đồng. Nghệ An, 56 cho đến 59.000 đồng. Hà Tĩnh, 55 cho đến 58.000 đồng. Quảng Bình, 56 cho đến 57.000 đồng. Quảng Trị, 53 cho đến 56.000 đồng. Huế, 54 cho đến 56.000 đồng. Quảng Nam, 56 cho đến 59.000 đồng. Đà Nẵng, 57 cho đến 60.000 đồng. Quảng Ngãi, 55 cho đến 59.000 đồng. Phú Yên, 54 cho đến 57.000 đồng. Khánh Hòa, 54 cho đến 57.000 đồng. Bình Thuận, 54 cho đến 57.000 đồng. Bình Định, 54 cho đến 56.000 đồng. Kon Tum, 53 cho đến 55.000 đồng. Gia Lai, 52 cho đến 55.000 đồng. Đắk Lắk, 54 cho đến 56.000 đồng. Đắk Nông, 54 cho đến 56.000 đồng. Lâm Đồng, 54 cho đến 57.000 đồng. Bà Rịa Vũng Tàu, 56 cho đến 57.000 đồng. Đồng Nai, 56 cho đến 58.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh, 55 cho đến 58.000 đồng. Bình Dương, 55 cho đến 57.000 đồng.
Bình Phước 56 cho đến 57.000 đồng, Tây Ninh 55 cho đến 57.000 đồng, Long An 56 cho đến 58.000 đồng, Tiền Giang 54 cho đến 57.000 đồng, Bến Tre 54 cho đến 56.000 đồng, Trà Vinh 54 cho đến 57.000 đồng, Bạc Liêu 55 cho đến 56.000 đồng, Sóc Trăng 54 cho đến 58.000 đồng, Vĩnh Long 54 cho đến 57.000 đồng, An Giang 55 cho đến 57.000 đồng, Cần Thơ 54 cho đến 56.000 đồng, Hậu Giang 55 cho đến 56.000 đồng, Đồng Tháp 54 cho đến 56.000 đồng, Cà Mau 54 cho đến 56.000 đồng, Kiên Giang 53 cho đến 55.000 đồng. Trên đây là bản tin giá heo hơi ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.